đầu tư hiệu quả bạn phải biết trong đầu tư Forex. Qua nhiều năm, chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều trường phái đầu tư được áp dụng, trong đó có thể tổng hợp lại một vài trường phái tiêu biểu hiệu quả như sau. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Ngọc Sơn, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng mỗi thứ 6 hàng tuần. Cứ đúng vào khung giờ này thì các bạn hãy vào YouTube gõ từ khóa Sơn Forex để xem video đầu tiên nhé. Và ngoài ra, nếu như các bạn muốn tham gia khóa học Kimono Trader Forex thực chiến kiếm tiền tại lớp thì các bạn hãy truy cập vào website www.hoangngocson.com để biết thêm thông tin chi tiết nhé. 1. Trường phái theo lý thuyết Dow và sóng Elliott. Trường phái này tập trung phân tích các sóng và tìm điểm vào lệnh trong các sóng đẩy, cũng như chốt lời khi giá đạt điểm giới hạn của sóng. Ngược lại, họ người né tránh những đợt sóng hiệu chỉnh và vào lệnh khi xác nhận hoàn thành sóng hiệu chỉnh. 2. Trường phái giao dịch theo Kichimoku. Trường phái này sử dụng độc lập công cụ Kichimoku trong giao dịch để xác định thời gian và mục tiêu giá cho các giao dịch. Công cụ này sử dụng các đám mây Kumo cũng như là các đường Tenkan hay Kijun như các đường hỗ trợ và kháng cự cũng như xác định mức độ mạnh yếu của một xu hướng giá, từ đó xác định điểm vào lệnh vào thời gian chốt lệnh. 3. Trường phái giao dịch theo các đường trung bình SMA, WMA và EMA. Nhìn chung, trường phái này sử dụng các đường trung bình MA, WMA hoặc EMA để xác nhận hỗ trợ và kháng cự trong quá trình giao dịch. Họ có thể kết hợp với một vài tín hiệu RSI, MACD để đạt hiệu quả tối ưu. Trường phái này thường giao dịch theo sau xu hướng. Họ chờ khi các tín hiệu xác nhận phá vỡ mới vào lệnh. Cụ thể như các đường MA ngắn hạn cắt lên đường MA dài hạn hay là đường giá cắt lên đường MA. 4. Trường phái giao dịch theo đường hỗ trợ, kháng cự hay xu hướng. Cũng dựa trên nền tảng giao dịch theo sau xu hướng, họ thường chờ các điểm xác nhận để vào lệnh và tuân thủ theo các đường xu hướng. Chỉ hành động bán khi giá phá vỡ đường xu hướng theo chiều ngược lại. Trường phái này có kết hợp thêm các chỉ báo khác để tăng thêm tính tin cậy như RSI, MACD, khối lượng v.v. Trường phái giao dịch theo các mẫu hình. Trường phái này tập trung vào nghiên cứu các mẫu hình giá có độ chính xác cao như flat, vai đầu vai, hai đỉnh, hai đáy, cánh bướm, tam giác, hình hộp, nền, phẳng, zigzag v.v. để đưa ra dự báo cho mục tiêu giá. Họ thường kết hợp đo theo Fibonacci hay kết hợp với khối lượng để tìm thêm sự chắc chắn. 6. Ngoài ra còn có các trường phái khác nhưng ít tín đồ hơn như Gen, Bollinger Band, v.v. Tổng kết chung lại thì nhà đầu tư có rất nhiều lựa chọn về mặt lý thuyết để áp dụng cho chính mình một trường phái nhất định nhằm phù hợp hơn với tâm lý và phong cách của bản thân. Like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Ngọc Sơn để cập nhật thêm những thông tin hữu ích nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.